thì nó làm gãy mấy ngầm, ở phía trên nó có mấy ngầm. Ở trên hai nó làm gãy hai ngầm ở trên. Anh mượn cái nắp bên trái nhưng mà nó gãy bên trên này à, nó gãy ở trên này đúng không, gãy chỗ này đúng không. Thank you.
cái giấy thân, à, được rồi. Lấy thân giấy.